Mến chào các em đến với tiết tập đọc lớp 1. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với bài tập đọc số 2 trong chủ điểm gia đình. Bài tập đọc có tên Cái bóng. Nào các em hãy cùng quan sát xem bức tranh này vẽ gì? À, bức tranh vẽ một bạn nhỏ đang gánh đồ phụ mẹ vào nhà để tránh trời mưa đó các em. Bạn nhỏ trong tranh có tên là Bóng. Vậy, để biết xem bạn Bóng đã làm những việc gì để giúp mẹ, cô và các em hãy cùng nhau đọc bài tập đọc Cái Bóng nhé. Các em nghe cô đọc mẫu. Cái bóng. Cái bóng là cái bóng bang, khéo sậy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm. Mẹ bóng đi chợ đường trơn, bóng ra gánh đỡ chạy cơm mưa rồng, đồng gieo. Các em ơi, đây là một bài thơ theo thể lục bát. Tại sao gọi là thể thơ lục bát? À, vì có một câu 6 chữ và một câu 8 chữ đó em. Sau khi nghe cô đọc mẫu, cô mời các em cùng luyện đọc. Cô mời các em lấy thước và bút chì, gạch dưới một số từ khó. Bóng, ban. Khéo sậy. Khéo sàng. Mưa rồng. Chúng ta cùng luyện đọc những từ đã gạch dưới nhé. Bóng, ban. Cô mời các em lặp lại. Các em chú ý vần ong trong tiếng bóng. Khéo sậy, khéo sàng. Các em chú ý tiếng sậy và tiếng sàng, âm sờ cong lưỡi. Riêng tiếng sậy, các em chú ý đọc rõ vần ai sậy. Cô mời các em lặp lại. Tiếp theo đến từ mưa rồng. Các em chú ý đọc rõ âm r trong tiếng rồng. Cô mời các em lặp lại. Bây giờ cô sẽ giải thích cho các em một số từ khó nhé. Từ đầu tiên chúng ta tìm hiểu là từ sảy. Sảy là hành động hất lên để văng ra những bụi bẩn trong thóc lúa. Để hiểu rõ hơn, cô mời các em cùng xem. Chúng ta cùng tìm hiểu từ sàng. Sàng là hành động đưa qua đưa lại, cũng để loại bỏ những bụi bẩn trong thóc ra ngoài để hạt thóc sạch hơn. Cô mời các em cùng xem. Đường trơn. Đường trơn là những con đường đất. Khi gặp trời mưa nhiều sẽ làm đường trơn trượt. Khi đi sẽ rất dễ bị té ngã.
Gánh đỡ. Gánh là hành động mang vật nặng bằng cách đặt đòn gánh trên vai. Tranh vẽ bạn bóng dùng đòn gánh đặt trên vai để gánh thóc phụ mẹ đó các em. Mưa rồng. Mưa rồng là một trận mưa to, kéo dài và rất khó dứt. Sau khi đã luyện đọc và hiểu nghĩa các từ khó, cô mời các em cùng luyện đọc câu. Bài cái bóng có 4 câu. Câu thứ nhất: cái bóng là cái bóng ban. Câu thứ hai: khéo sậy khéo sàng cho mẹ nấu cơm. Câu số 3: mẹ bóng đi chợ đường trơn. Và câu số 4: bóng ra gánh đỡ chạy cơn mưa rồng. Cô mời các em cầm bút chì ngắt nhịp theo cô hướng dẫn. Ở câu thứ nhất, ngắt nhịp sau từ bóng. Câu thứ hai, ngắt nhịp sau từ sàn. Câu thứ ba, ngắt nhịp sau từ bóng. Và câu thứ tư, ngắt nhịp sau từ đỡ. Các em nhớ nghỉ hơi ở những chỗ ngắt nhịp nhé. Cô mời các em đọc theo cô câu thứ nhất. Cái bóng là cái bóng ban. Khéo sợi, khéo sàng cho mẹ nấu cơm. Mẹ bóng đi chợ đường trơn. Bóng ra gánh đỡ chạy cơn mưa rồng. Sau khi đã luyện đọc, chúng ta cùng bước qua phần tìm hiểu bài. Các em hãy đọc lại hai câu thơ đầu và trả lời câu hỏi. Bóng đã làm gì giúp mẹ nấu cơm? Các em hãy dùng thước và bút chì gạch dưới phần trả lời của mình nhé. Các em hãy kiểm tra đáp án. Bạn bóng đã khéo sậy khéo sàng cho mẹ nấu cơm. Các em ơi, bạn bóng đã biết sàng sậy gạo, làm cho sạch gạo để mẹ nấu cơm đó. Cô có câu trả lời như sau: bóng sậy sàng gạo giúp mẹ nấu cơm. Cô mời các em đọc hai câu thơ cuối và thử suy nghĩ. Bóng đã làm gì khi mẹ đi chợ về? Các em cũng dùng thước và bút chì gạch dưới vào sách giáo khoa câu trả lời của mình nhé. Cô có câu trả lời như sau: bóng đã chạy ra gánh đỡ mẹ khi mẹ đi chợ về. Các em đã trả lời rất chính xác. Các em ơi, bài đồng gieo cái bóng còn được phổ thành nhạc nữa đấy. Cô mời các em thưởng thức bài hát Cái bóng. Cho mẹ nấu cơm, mẹ bông mà.
Bài hát cái bóng thật là hay phải không các em? Qua bài tập đọc, các em đã thấy bạn bóng là một bạn nhỏ rất chăm chỉ, ngoan ngoãn và luôn biết giúp đỡ mẹ. Các em cũng cần học tập bạn bóng, giúp đỡ cha mẹ những công việc vừa sức để cha mẹ đỡ vất vả nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các em nhớ học thuộc lòng bài cái bóng, chuẩn bị bài tập đọc Hoa Ngọc Lan trong sách giáo khoa trang 64. Cô mến chào các em và hẹn gặp lại các em ở những tiết học tiếp theo nhé.